Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh DDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án iRobot, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án đến từ Huobi, một trong những dự án mới mà Huobi mới ra mắt. Một cái nền tảng iDrop có tên là CandyDrop. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nhận token iDrop Credo. Mình sẽ hướng dẫn sơ một chút để anh em có thể hình dung về cái dự án này. Dự án này thì sẽ ra mắt vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 3. Giai đoạn 2 CandyDrop. Đấy. Như vậy là đây là chúng ta đang ở trong cái thời gian của chương trình CandyDrop rồi. Thì thời gian sự kiện sẽ kéo dài đến ngày mai, kết thúc vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 3. Bốc thăm và sẽ chọn ra người may mắn. Thì tính đủ điều kiện là sau khi mở đăng ký thì người dùng có lượng giao dịch trung bình ngày bất kỳ tài khoản kỹ thuật số là trong 3 ngày đạt 100 đô thì sẽ đủ điều kiện đăng ký. Đó. Và trong đây thì nếu không nhầm là sẽ có 35.000 người chiến thắng. Con số được lên đến rất là nhiều rồi đúng không ạ? Số lượng mã thông báo mỗi người chiến thắng được bằng tổng số thưởng chia cho tổng số người chiến thắng. Như vậy là tổng số người tham gia. Tổng số QRDO là 41.176 QRDO. Số người may mắn trúng, chính xác là số người may mắn trúng có 3.500 thôi. Có lẽ là ở đây thì họ đã ghi sai một số 0. Đấy. Mỗi người tham gia thì có thể nhận được một phần thưởng từ mã thông báo. Thì bây giờ cái này cũng rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta làm. Ở đây thì admin đã chuẩn bị sẵn tiền làm lên trên sàn Huobi rồi. Đấy, và các bạn thể thấy đây là cái giao diện trên điện thoại. Đấy. Và các bạn có thể thao tác như sau. Trước tiên là bây giờ chúng ta sẽ giao dịch để đủ điều kiện. Thì trước khi giao dịch thì các bạn sẽ mở vào phần Candy Drop này. Các bạn mở vào đây. Các bạn chú ý đây là cái vốn giao dịch này, số lượng giao dịch spot hàng ngày trung bình trong 3 ngày, như vậy là mình đã đạt được 39 rồi. 39 thì gọi cứ gọi là 40 đi ạ. 40 nhân với lại 3 tức là 120, bây giờ mình thiếu khoảng cỡ 200 đô volume nữa thôi. Giờ mình sẽ tiến hành mình giao dịch thêm nhé. Cái này thì nó cũng rất hên xui nhưng mà cái phí nó không hết nhiều lắm nên là hy vọng là trên kênh chúng ta thì nhiều anh em tham gia được và sẽ ăn được kèo. 14 này. Rồi bây giờ mình sẽ chọn lệnh thị trường nhé. Hôm nay tạm gọi là được thêm 10 đô nữa được đúng không ạ? Như vậy là còn 170 đô nữa. 170. 170 mình sẽ làm 17, 10 lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy. Mình giao dịch ở cặp tròn, nói chung là bên Huobi thì cái vol nó ổn định nên là mình cũng không bị hụt coin. Đấy. Vừa khít luôn ạ. Chỉ cần vốn là đạt được 100 đô được. Chúng ta sẽ chơi đạt 300 đô. Thì chia ra 3 ngày thì sẽ ra 100 đô đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào tham gia để giành chiến thắng này. Ấn nút tham gia này. Mình vừa ấn xong nhé. Tiếp theo các bạn ấn vào phần tăng cơ hội này. Thì nó sẽ có một số cái câu hỏi quiz. Và điều tuyệt vời cho các bạn là admin luôn luôn chuẩn bị sẵn đáp án cho anh em. Đó. Thì anh em chú ý. Để mình xem nào. Cái này copy được. Rồi rồi. Mình sang bên này mình sẽ tạo thành một list cho anh em. Chờ mình đi dò đáp án nữa nhé.
Quick, câu thứ nhất là quick đúng không? Cái này có khả năng nó đảo đáp án đấy. À, không 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 có đây. Câu một là đáp án C anh em ạ. C. Admin đã nhờ người dò đáp án cho anh em trước khi admin làm video rồi. Câu 2 là đáp án A 0. Ok. Kéo xuống câu 3 này. Câu 3 đáp án. Ô không phải. Câu này phải là đáp án là D mới đúng anh em nhé. Câu 2 đáp án là D. Sorry anh em. Người dò đáp án là người ta phải chuột bạch. Sau khi chuột bạch thì nó mới ra đáp án đúng được. Câu thứ 3 là B 80 này. Câu thứ 4 là C này. Câu thứ 5 bỏ mẹ rồi, không có đáp án. Câu thứ 5 nghe quá ơi. Khoai 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 khoai. Câu 5. Câu 6 là C rồi. Câu 6 là C. Nha, câu 6 là C này. À, câu 7 là C chứ. Sorry anh em. Câu 7 là C. Câu 7 là C này. Câu 6 thì đáp án khác. 7C 8 9. Nhiều cầu quá nhỉ. Thiếu câu 5, câu 6. Chờ các bác chờ em tí. Em xem lại. Câu thứ 9 là đáp án là B này. Kiểu này dù đã đi xin đáp án rồi vẫn phải dò lại. Câu này là đáp án là đo coi à? Câu này 8 là đo coi. Còn thiếu câu 5, câu 6 nữa. Chờ tí để tớ dò. Úi, còn câu 9, câu 10 nữa cơ. Các bạn chờ tí nhé. Câu 10 nữa cơ. Ok. Mình cũng đã thống kê đáp án rồi. Bây giờ thôi mình cứ trượt bạch rồi. Tính sau nhé. Bây giờ mình sẽ gửi này. Nếu có sai thì sẽ tính sau. Vậy mình đúng 9 câu. Sai mất một câu. Sai câu nào thì mình sẽ xử lý câu đấy. Cái câu này là D. Câu 9 là D. Vậy nó tất cả các trang đúng không ạ? Sao mình có thể sai câu này được nhỉ? Thôi không sao. Mất một câu thì mất một tí xác suất thôi đúng không ạ? Đấy. Như vậy cũng là rất là tốt rồi. Ok, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ thôi. Chờ đến thời gian công bố rằng ra có trúng giải hay không. Trúng thì các bạn sẽ nhận được token QRDO. Trước khi kết thúc video thì mình thử xem thử cái con QRDO nó giá bao nhiêu nhé. QR đây. Nó là giá là 3 đô. Là nếu mà cái anh em ăn được kèo này 3 đô. Ngon đấy. Lần này nhiều hơn lần trước. Ông nào ăn được thì được 3721. 30 35 đô. Ngon đấy anh em ạ. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ thêm một round mới của Candy Drop của Hobi. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.